Nay chúng ta trở lại khoảnh khắc ngày xưa đi. Rửa nhà vệ sinh. Nên là con người mình có những lúc cũng những lúc mình phải tập luyện mình. Đâu phải lúc nào mình cũng lên được đâu quý vị. Những lúc mình cũng đi xuống nha. Tập đi xuống vẫn là hay hơn là cứ ngước lên hoài. Khi con người mình á, tập mình cái gì cũng làm được thì tự nhiên à mình sẽ tự tin hơn. Còn khi mà lên không mà mình không nhớ là những khoảnh khắc ngày xưa của đời mình đã từng khổ với mình. Xin thưa quý vị, khó thành công lắm. Với thêm nữa chúng ta sẽ thường bị cái bệnh. Bệnh gì? Bệnh bảo vệ. Bảo vệ cái danh của mình, cái lợi của mình. Mà khi mà trở thành cái bệnh bảo vệ danh lợi lớn quá đó, quý vị biết rằng là con người chúng ta nó sẽ trở thành thủ đoạn ác. Thủ đoạn ác chứ không phải vậy đâu. Nên nó đa phần cái người ưa bị cái bệnh là bảo vệ cái danh lợi của mình, để rồi mình trở thành người sai ác nguy hiểm đó. Cho nên là anh Đức lấy thêm miếng xà bông. Chờ một chút. Đây. Xưa thì Đức mới vô chùa làm nhà vệ sinh này tính ra cũng mấy năm á quý vị. Sáng nào cũng khi tu xong đi rửa nhà vệ sinh. Mình là từ khổ mà lên, mà cuối cùng bản thân mình mà không nhớ thở cơ hàng khổ đau thì thật sự thất bại. Nên bây giờ như Đức thấy khi mà đi nấu ăn á, thấy nó cũng hay. Nhìn thấy nhiều cái hay, nó làm cho mình sống động hơn. Rất là sống động. Tuy là một cái việc làm đó, nó đơn giản thôi, nhưng mà mình bây giờ ví dụ như mình có danh có lợi đi, mình làm nó sẽ có cái tác động. Tác động cho các anh em mà mới vô chùa tu, thầy không còn làm gì nữa, bản thân mình lười biếng coi sao được. Không thể nào lười biếng được kìa. Nên là nó khi rửa nhà vệ sinh là phải moi ở trong cái hầm cầu nha. Xưa giờ nó rửa nhà vệ sinh là moi kỹ lắm. Thì trong hầm cầu này nó vàng vàng đồ á. Hầm cầu này nó vàng vàng đồ á. Từ nơi đó mà mình đã rửa thì phải rửa cho đàng hoàng. Bữa nay Đức cũng đặt trách mấy anh em xuất gia bên kia đi rửa nhà cậu. Thì cho mấy ổng thấy được rằng sau này mấy ổng muốn làm thầy ta, hoặc là mấy ổng có chùa chiền, mấy ổng có tồn tại nên cho những đại chứ là những thịnh. Mấy ổng đi đi rửa nhà cầu mỗi ngày, bây giờ ngồi nó lý luận văn tự không à, không có xác thực. Người mà lý luận văn tự không xác thực viết là lâu ngày phù phiếm. Phù phiếm chứ không giỡn đâu. Sau này khi nó có được danh lợi cái trở thành người hèn mọn. Nó gửi nhà cầu quan trọng là mình móc ra những cái mà chỗ cái nhà cầu nó đi á, cái nó sạch sẽ. Tại người ta thường đi với đây dính vàng vàng ghê lắm. Mình rửa nhà cầu là mình phải ví dụ như môi móc sạch sẽ đó. Tại ngày xưa Đức từng làm đi quen
có nhiều người nhận thức nên kinh nghiệm mà nhiều cái nhà cầu mà người ta đi dơ, mấy cụ chùa mình thì bà già với lớn tuổi nên có khi mà đi không kịp, chùa chưa tụ quần xuống là nó đi tùm lum la ở ngoài. Gửi nhà cầu mình kinh nghiệm mà, nên mấy anh em mà gửi nhà cầu là đừng có sợ gớm. Mà thêm cái nữa là gì, có nhiều nhà cầu nữ người ta ra mình gửi, người ta có nhiều người nữ người ta không hiểu nhiều thì người ta ngày tháng người ta bỏ lực. Hồi xưa mới đầu gớm gớm cái làm với quen, những đứa tính ra vô chùa gửi nhà sinh cũng mấy năm này là xác thực 100% làm từ cái khổ đi lên. Nên có người như thế bây giờ mà nói về ai cúng dường làm Phật sự này kia mình hiểu lắm, từ nước ngoài vậy mình cũng nghĩ rằng cực khổ chứ không phải là đơn giản mà dễ được kiếm được đồng tiền đâu. Có nhiều người mình ở gia đình mình nghĩ rằng bà con dòng họ ở nước ngoài kiếm được tiền về thấy họ sang trọng, thấy họ sung sướng, chưa chắc. Cái gì nó cũng có cái giá đó chứ, nước ngoài làm việc càng quy tắc hơn quý vị, làm việc nước ngoài càng quy tắc, kiếm đồng tiền không dễ đâu, khi cũng bị người ta chửi mắng dữ lắm. Những đức đi làm thuê làm mướn mà mười mấy năm kinh nghiệm quá nên bản thân có những đức mà hiểu lắm chứ không phải như ông thầy đi tu từ nhỏ đâu. Mình có khi học qua sách vở, chúng ta cứ nói theo sách vở nhưng chúng ta không hiểu được cái nguyên lý của thật chất thì mình thất bại. Nhớ kỹ, nên như đức là đặt cách cho mấy anh em ở bên kia mấy ông gửi nhà vệ sinh để cho mấy chú trẻ mới vô chùa mấy ông cũng làm không siêng năng chứ. Giờ vô chùa mà nó không tạo phước duyên sao ở trong ngôi tam bảo được, rảnh rỗi ngồi đọc sách được không mà mai mốt mà cái chuyện trên trời dưới đất không mà chịu thua luôn quý vị. Nên những đức mong mà mỗi một con người niệm Phật tu hành, nhất là pháp môn tịnh độ này là pháp môn nhân sinh, pháp môn nó gần gũi nhất luôn. Dù mình làm việc gì mình cũng niệm Phật được cái gì đó. Có những người nói vô nhà vệ sinh niệm Phật có tội, không biết tội gì, chỉ cần nhớ Phật niệm Phật được tội gì. Thì đến tu hành không có nhiều cái tội, tại vì không biết nhiều nên cũng không có gì tội nhiều. Nó tướng cho tâm sanh mà, tâm sanh ra cái gì thì nghĩ cái gì thì thành tướng vậy. Nó chứ mình mà tu hành mà cái gì cũng tội tội tội, giết ai dám tu hành. Khi mà chưa tu thì không thấy gì tội, nhưng mà sao tu giết rồi tội nhiều quá, thấy không? Nên là một công đoạn ngắn thôi, mình làm thôi mà mình cũng chăn quý được. Nên tại sao Đức dạy lớp là đạo làm con, Đức nói rằng là bây giờ cho các cháu đi gửi nhà sinh đi, các cháu sẽ cảm nhận được cái gửi nhà sinh sao. Khi các cháu đi vệ sinh hoặc là cha mẹ lo hoài, các cháu đâu có biết ơn đâu. Tại vì sao? Vì các cháu nó không có cảm nhận được. Nếu như mình mà biết ơn đền ơn thì bản thân của mình nhất định sẽ cảm nhận được cái công ơn của người ta. Nên những Đức nói rằng là nếu mà mình cứ sách vở mình nói chuyện thôi thì mình không có cảm nhận được cái việc làm. Nó là văn tự mà không có thực hành. Nó một tà lý thuyết bằng trăm gram thực hành. Bây giờ những Đức đi lên đến đỉnh cao, những Đức đi xuống lại, trở lại cái ngày xưa, bản thân mình cảm thấy nó vui. Vì nghĩ rằng con người mình có thịnh thì có suy, không có gì mà quá nặng nề đối với cái việc thế gian thịnh suy. Vì hiểu được nguyên lý này là đặc biệt dữ lắm luôn, có thiệt. Nên những Đức mong rằng mấy anh em trong chùa mình, ông thầy nào cũng gần gũi để nuôi các cụ già. Vì mình nuôi người già là mình phải đơn giản bình dị, chứ mình cao xa mình không bao giờ nuôi người già đâu. Người già nhiều tính tình, căn tính chúng sanh đa dạng, mình mà không gần gũi sao mình giúp người ta. Nên Phật tử coi những công đoạn này nhớ, mình đơn giản bình dị, càng tu càng dễ tính, càng tu càng đơn giản. Những đức là đi lên từ những cái việc đơn giản gì vô chùa phục vụ chúng sanh, rửa nhà vệ sinh, nấu ăn, làm các việc. Bây giờ mười mấy năm sau những đức vẫn quay lại làm được những việc này bình thường, đây là xác thực làm luôn. Nên đức từng nói mấy chú là rửa nhà cầu là phải thọt tay vô cái lỗ này nè, quậy chà bên trong, đừng có gớm.
mình đã rửa nhà cầu cho ta đi thì rửa cho đàng hoàng sạch sẽ luôn, chứ đừng có nói mà gớm gớm sao rửa. Cho nên cái việc niệm Phật mọi người phải cố gắng gây dựng tích nguyện niệm Phật để quyết chí đời này phải giảng sanh ngay. Vì ai với đạo Phật.